No, sì, 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 cuộc sống của mama nó chung là nó rất nhiều màu sắc ấy. Đã có xe máy đỗ ở bán này bơi. Mô tả của ai đây? Không biết xa đâu. Ừ, này kiện là bán 40. Bán 40. Hôm trước bọn nó có thời gian là đến bán chơi mà. Thôi nhìn xe mình đến. Bon dia. Bon dia mama. Bon dia. Ah, ti pasa. Bon dia. Bon dia sí. Baba. Bon dia. Mateus. Bon dia. Baba. Seu pai. Pai Barroso Maura, né? Ah. Ti pasa com baba chega quando? Epa, eu vim para vos ver, vos conhecer. Ah. E conhecer o local onde que ela trabalha. Sim. Sim. Não podemos ser só assim, sem vos conhecer e sem conhecer onde que ela trabalha. Sim, conheci, filha, está trabalhando onde, né? Sim, 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 exato. Babá, como chama? Mateus. Babá Mateus? Papá Mateus. O meu nome é Martins. Martins. Sim. Martins, conhece Tibessa? É Tibessa. É um homem já conhecido há muito tempo. Quer dizer, muito obrigado através dessa uma pequena escola. E essa vai ajudar já a população. Essa é a população. Sim. Mas. Mas tem ajuda a bolso, comunidade. Sim. 40. Okay. Sim. Já entrega ontem. Ontem. Uhum. Já, já. Sim. Já entrega água. Já acabou lá. Já acabou. Tanque com bolso já acabou. Agora. Já termina. Lá o povo está gostando. Está gostando, né? Tira água, tira ali, mete ali no tanque. Água bem limpa que eles estão a beber agora. Bem limpa, né? Está muito seio, o pessoal vai buscar água. Já, já, já. Bolso lá nunca acabou água. Ok. Sim. Ok. Xin chào tất cả mọi người. Tá bom. Baba, tu vai sa. Xin chào. É muito importante. Baba, fala xin chào. Muito obrigado. Tchau. Tchau. Rất là vui. Ngày hôm nay là có bố của giáo viên Maura và chú Bé Sà là ở bản 40 mà cách đây 2 hôm là Khánh đã cùng với chú là đã bàn giao giếng nước và bể nước. Thì chú cũng hôm nay là đến thăm bản để xem là ở bản nàng 16 hộ, bản nàng Hoa Hồng là đang như thế nào. Ngày xưa là chú có đến đây một lần rồi, là ngày xưa lúc là Khánh là còn chưa xây cả cái nhà văn hóa cộng đồng này cơ. Thì ngày hôm nay là chú lại trở lại đây. Rất là vui, rất là mừng. Và chú đã vừa nói một cái thông tin là bản xuống lấy nước còn rất là đông người và nước rất là trong và có thể uống được. Khánh rất là vui. Bon dia, mau ra. Bon dia. Bon dia. Sí. Baba Mateo. Sì, sì. Anti Martin vai casa Baba. Sì, già fuori casa Baba non dà. Vorrei solo ora ne va Martin, non vengo tra Baba. Ho capito che vi ver. Sì. Onde che vuoi? E la faccio onde che voi funziona. Sì. Molto bene. Casa Baba. Sono nella mia casa, non mi incontrare. Per questo io tengo che vi ver anche per onde voi funziona. Sì. Molto obrigado. Casa Baba Martin ve tem muito manga. Sim, tem muito manga. Manga. Cada uma tem porco, tem cabrito, tem pato, tem galinha. Tem mamão? Tem, mamão tem. Tem cobra também. Ah, tem cobra. Tem cobra. Treino, tem certo. Ah, bơi, vou lấy chai nước này, mời ba ba. Vou cầm cả 2 chai nước ra để cả chú bé xả. Baba Mateo com a Tibessa, bebe água. É, mas aqui é ainda pequeno, tem que fazer mais grande, uma escola grande. Sim. Porque aqui, brevemente, isso vai ser pouco. Sim, aqui na escola. Ah. Aqui, casa, sala. Ah, dessa igreja de boi. Ah, exatamente. Ou com a comunidade, tem Zé Léo aqui. Muito sim, obrigado. Baba, bebe água. Okay. Casa tem zelo aqui, ou tem óbito, ou tem casamento, tudo vi aqui, comunidade. Ah, muito bem. Escola, depois, colégio fazer aqui. Ah, pode. Depois, último. Aham. Agora, ainda. Baba, bebê, deixa eu ver se é bebê.
Agora, Martina, convida a babá com o Tibessa a ver. A escola? Sim. Você só pode dar aula dentro, Martina anda fora só. Thì Khánh bảo là bạn mau là cô giáo viên này cứ dạy thôi. Thì Khánh Aki, bye bye, chị bên xa. Bandera. República de Angola. Sim, Angola. Aki Bandera, Việt Nam. Việt Nam. Bandera Việt Nam. Việt Nam, Angola, amigo. Ah, sim. 2025, 50 anos, amigo. Ok. Sim. Tiêu cùng bye bye bữa đây. Anh đã dùng từ Martin vay về. Obra, aqui tudo casa, Martin Cochi, 16, casa, pessoa dentro da comunidade, tudo babá, mamá, tá tudo bem. Vì ngày hôm, thời gian trước thì là Khánh có trong thời gian là làm giếng ở trên bản 40 đấy. Mama, bon dia. Bon dia, mama. Ôi, gì tên visita. Bye, Brosso, cùng Tiêu Bê Sa, Comunidade 40, Contrado. Hoje vai visitar a comunidade. Bà con rất là vui, hôm nay là nhà có khách. Bon dia, mama, mama. Bon dia. Nên mọi người đang xây ở cái số nhà 13. À, ta có chi mui tù á. Hoje comunidade tem visita, Tisico. Mama. Casa tem visita. Obrigado, sim. Bye, Borosso, Maura. Com ti beça, comunidade 40. Tá bem. Sim. Muito obrigado. Sim. Muito obrigado, mamãe. Obrigado, muito obrigado. Sim, babá, com ti beça, vé. Aqui, comunidade. Tudo mais vê, né? Também tá? Tá curtindo? Tá vira massa? Mamá, mais vê, né? Vira massa água. Sim, como é que tá a massa? Sim, babá, pode vir aqui, vai ver. Sim, é isso. Hã? Então, o que faz o homem também, a mulher tem que fazer. Sim. Não disseram isso? É. Exatamente, ali a mamá com... Sim. Babá, pode ver a mamá Riqueta, também tá com tá louça com colher. Tá tudo bem. Tá feita com massa. Tá tudo bem. Sim. Ok. Claro, tira. Sim, tem beça, sabe curtir? Là chú Bê Sà là cũng hôm trước là có bảo Huy Khánh là cũng muốn là Huy Khánh làm cho cái nhà là giống ở dưới bản làng Hoa Hồng, bản làng 16 hộ. Thì Khánh gặp chú Bê Sà ở dưới bản đó lần thứ hai, còn đâu là mọi người ở cách nhau 5-7 cây số như này thì là chắc là chú có thời gian là sẽ đến bản, kiểu gì cũng chẳng có người quen ở bản 16 hộ. Nên là chú ấy biết về cái mẫu nhà của bản làng nên là chú bảo Huy Khánh là muốn làm nhà giống như này. Thì Khánh bảo là sau này có thể là mình tính hoặc là mình nhận để cho các bạn thanh niên trong bản để có thể làm nhà cho chú đấy. Cũng chỉ lấy tiền công nhẹ nhàng gọi là vừa làm vừa giúp đó. Đúng không? Vâng. Gì thì cũng là ví dụ chú có làm thì đã cũng là công trình đầu tay của các em thanh niên với chú Sĩ Cú. Turuka giá cột truy cùng Ado bố cùng Massa. Ba ba. Turuka cùng Ado bố cùng Massa cột truy cùng Massa Cimento. Cimento ở đây à? Nâu cột truy cùng Terra nâu. Casa ba ba anti mà tin ve ba ba cột truy cùng Casa Bloco. Eu, a minha casa é louco. Casa babá louco. Bulito mesmo. Babá, anti, babá cochi? Babá cochi ou aluga metri? Aluga? Casa babá. É o próprio. Aluga metri, né? Metri vi. Đẹp lắm nhà. Vâng, nhà ông đấy ông thuê thợ thì rất là đẹp. Đấy, cũng biết cầm bay là gọi là cũng biết tí nghề đấy. Tá bom. Quando ser presidente da república, tem que trabalhar. Sim. Ba bảo là hôm trước là Khánh đến nhà ba chơi là không ông không có nhà thì là hôm nay đâu ông cũng muốn là đến bản để cũng là để biết Huy Khánh và biết là nơi chỗ con gái đang dạy học. Mamá, papá, muito obrigado. Vamos visitar, viemos também ver quando trabalho.
É muito importante esse trabalho. Tá bom. É bom que você é reforçado, dar força também no Martins, naquele no papá. Tá bom. Que está uma boa frente para estar fazendo uma boa coisa aqui, uma boa cidade. É muito importante. Aqui, as três casas vão ser o melhor bairro. E até melhor. Exatamente. Sim. Tá bom. É só obedecer, não deixam descair ele, já? Tá bom. Yeah. Bom, obrigado. Estamos muito contentes pela vossa visita. Ok. Fazer mais velho. Tá bem. Não, nós aqui somos crianças, seu papá vem todo momento nos fazer visita também. Vamos ficar muito alegres. Ok. Sim. Obrigado. Tem tempo. Depois tio Cico. Vou te convidar tio Bessa com o babá vir aqui visitar. Yeah. Fim de semana, não é? Sim, vai comer. Fim da semana, um cabrito, sim. Vamos comer. Um porco. Sim. A babá com a tio pode ver a casa ali, mas tem que meter ferro, tubo. Tá meter tubo, tá preparado. Essa também é casa? Aqui casa de banho. Sim. Aqui, cozinha. Aqui, cozinha. Cozinha. Aqui, sala. Uhum. Aqui é quarto. Aqui, quarto. Okay. Também a comunidade, Martin, Cochi, casa, não. 30 metros quadrados. Sim. Não grande, igual na casa babá. Ah? Casa babá muito grande. É grande. Casa babá tem muito pessoa aqui em casa. Por isso que um dia. Não tem muito pessoa. Vou precisar também uma casa igual essa. Fina, uma casa bonita, fina, como essa. Yeah, não é depois tem essa, Martim fala na Metre, comunidade, depois curtir casa babá. Ok. Tá bom? Tá bem. Casa tá bem. Tio Bessa. Yeah. Gosta dessa comida. Sim. Babá contigo, vai frente. Duas casas. Antontem. Sim. Ademi Tredo, Lucia Uqua. Uh-huh. Sim. Azul da máquina. Vai fazer limbo. Ok. Quem dẫn babá mấy cả. Chú Bessa, chú điều phối viên ở trên bản 40. Thì qua đây là để xem cái địa hình đằng trước của bản thì là cũng là để cho quý vị khán giả để xem lại là hôm trước là Khánh cũng không có quá nhiều thời gian đấy, bởi vì còn phải chạy theo máy, đã chưa cho được mọi người xem kỹ là từ trên này xuống là mọi người đã vệ sinh sạch sẽ. Aquí anti Ademitrado Lucia ajuda máquina limbo tudo fez a tudo buraco trator é de quê? Trator a máquina é cavadora. Vem do que? Da comuna? Sim, comula. Com a município. Sim. Fico a máquina município. Okay. Fazer um caminho aqui. Outro dia vi, vou aumentar. Mas aí tem que ter. Ali o problema é água. Sim. Quando chove. Tem que meter manilha. Quando chove, a água corre. Tem que ter manilha. Martim quer fazer igual a entrada. Fez a igual a entrada. Ah, sim. Mete manilha onde a água passa-se direto. Sim. Porque Martim entra. Chú mấy ba bảo là nếu để thấp này thì là nước nó sẽ chảy đấy. Nhưng là có thời gian thì mình sẽ tìm cách và nghĩ cách để làm sao mà cũng như hôm trước là Khánh có nói với mọi người đấy là để lấp bằng cái mặt đường ấy. Để sau này là làm cái đường để cho tất cả các xe người ta đỗ và sau này mình làm cái chợ ở đây. Aquí, baba. Tempo agora, tá sabendo chuva. Aquí, mete milho. Tá bom. Aqui mete milho. Tudo aqui. Próximo ano. Aqui fazer braça. Ok. Aqui fazer braça. Tudo situ aqui aumenta a terra. Irguá é trada. Exatamente. Deixa contente, tudo carinha. Caro, para. Okay. Tá em Situbara. Sim, em Tulo. Em Tulo fez tudo. Okay. Aqui fazer Iruguá. Deixa fazer tudo. Sim. Okay. Fazer pau, armazém. Muito bem, muito bem. Aqui muito braça bem. Depois. Vamos ver. É. Não contamos com. Só quem sabe é o senhor.
Sim. Futuramente vamos ter um mercado aqui. Ok. Esse pensamento é bom. Sim. Porque a partir daqui, esse mercado já é só cachito. Só cachito? Não temos mercado. Não, não tem. Pode. Até sede. Ah, não pode. Até sede, muito longe. É muito longe. E agora a população que vive aqui? Sim. Para onde consegue comprar qualquer coisa? Não pode. Aqui fica meia sede com cachito. Sim. Pode fazer um mercado aqui, graça. Ok, ok, ok. Também okay. Frente, comunidade, tudo certo. É isso. Aqui podem fazer um restaurante, se tu comer, se tu ajuda a vender, okay. Muita coisa. Casa Babá tem muito balanta manga. Depois, Matinho, pode comprar Babá? Manga? Sim. Manga? Sabe, cliente, vamos comprar já manga. Sim. Aqui o mercado, tiver mercado aqui, tira um vão aqui no mercado. Não, Matinho quer comprar balanta. Babá tem balanta manga? Balanta de manga? Sim. Casa Babá tem? Tem, tem. Quando cair chuva, vai lá em casa. Ah, quando cair chuva? Arranca, mete. Já. Tem mais de planta aí, de manga. Ok. Ok. Thì Babá hãy Khánh đã đợi đến khi nào mùa mưa đấy, khi mà mưa nó bắt đầu đấy thì là có thể đến nhà Babá để chiết để dâm. Obrigado, Babá. Obrigado, sim. Để tôi tem bộ su vào mà tin bắt sao? Martins, obrigado. Bom trabalho, rapaz. Vai. Tem que ser mesmo assim. Ô, giờ mới để ý. Ajuda a população. Chú bây giờ xài là chú hai cái chống nặng của chú đâu? À, đôi pao kia tao. Vai ali. Então, assim. O senhor Lili. Từ trước giờ là Khánh nhìn thấy chú ra xà là chú đi vào cái lạ. Còn sau này bỏ lạ ra thích lạ lạ. Sau đấy. Hôm nay đi xe máy xuống. Chú chân bị thậm thoạt nhưng chú có con mô tả này. Đây để chở thuê đây. À, bán 40 thì là phát triển hơn bán ở dưới này. Nhưng sau này ở đây mà có chợ gì là chú sẽ đi lại đây suốt. À kỳ nhé. Đấy, hai cái lạng này. Mà tí nấu có nhát thì tí bè xá nấu ăn đa cùng. Sì. Ok. Já terminar, né? Por isso. Đã đến Kalian Sarikan Sabuka rồi đấy. Là đang cô giáo đang cho các em là giờ ra chơi một chút. Baba Gota. Anda Gota con ya đi. Pero so Maura. Sí. Tibesa, tamen Gota. Tibesa con Teredo comunidad de 40. Ta agora tiu cùng Baba ra con nhất xia ký. Tamen Pero so Maura ra đào na Kalian Sa ký. Ung dia. Tio com babá, pode vir aqui visitar com comunidade. Muito bem, muito bem. Fica amigo, janta noite, ou almoço meio-dia. É isso. Isso é verdade. Ok. Comunidade próximo, só 5 quilômetros. 5 quilômetros com 1 quilômetro. Casa babá, 1 quilômetro vir aqui. É exatamente. Pode vir aqui visitar. Okay. Já sei que classe está dando. Primeira e segunda classe? Segunda classe. Primeira já saiu. A tarde. Não, a tarde só. Se tivesse mais aluno da terceira. Và ngày hôm nay là Khánh có một món quà rất là đặc biệt để dành tặng cho cô giáo Maura. Thì nào một lát nữa là Khánh sẽ tiết lộ, bây giờ Khánh đang tiếp khách. Khánh muốn để cho bạn Maura, cô giáo Maura là bất ngờ. Là hôm nay là một chị là chơi với Khánh là ở Luanda, chị có gửi sang bên này là hai bộ áo dài. Thì lúc đó là chị chưa biết là cô giáo Maura là dạy ở đây. Thì là chị bảo là khi mà xem video của Huy Khánh ấy, thì là chị yêu quý cô giáo. Và cứ thấy khán giả cũng bình luận ở dưới comment với Khánh nhiều là Khánh mua cho cô giáo áo dài đi. Thế là chị chia sẻ là chị có hai bộ. Thì chị đã dành một bộ để chị mặc có những công việc hay đi đâu. Thì chị có một bộ áo dài, còn một bộ áo dài là chị bảo Huy Khánh là gửi cho Huy Khánh để mang xuống dưới này để tặng cô giáo Maura. Thì một lát nữa là Khánh sẽ cho bạn ấy một bất ngờ. Và hôm nay là quý vị khán giả cùng Huy Khánh là xem là cô giáo Maura là xem mặc bộ quần áo dài có đẹp không ạ? Xin bà bá bộ đề sentar. Ok. Sí. Muito bem. Tu pensa em não sentar até embora. Tu pensa? Vem sentar, vamos sentar aqui.
Sim. Rồi cứ để mau ra, con phải sao bà mà tin vai con phải sao mama. Anh để cho hai bố con tâm sự nói chuyện một chút đi. Đây là mà mama tao bao. Đây là cái vị khán giả có thể nhìn các mama này. Cả tuần nay là mình xếp đầy vào đây rồi, các mama giờ lại cứ vận chuyển về các nhà đầu kia để xây. Rất may mắn là ở bản làng là vẫn chưa mưa. Nhưng lúc vừa là trên đường Khánh xuống đây nè, là mưa của cả cái thành phố Casitu luôn, mưa từ nhà Huy Khánh là đến thành phố Casitu luôn. Nhưng từ thành phố Casitu xuống đến này, xuống đến đây là 33 cây thì lại không có mưa. Thế mà tài. Mà trên Casitu là mưa tầm khoảng 4-5 lần rồi, mà trên này chưa có một trận mưa, là chứng tỏ là vùng cao này ít mưa thật. Thế nếu cứ tình trạng này mà ông trời chưa mưa đấy thì là chỗ gạch này thì Khánh nghĩ là sau chắc là vài ngày nữa là cũng sẽ hết thôi. Các quà rẻ cá bô mama. Nè nó áp đi cao rồi. Đây rồi, ba ba mấy cả chú bé xà là chắc là ba ba tôi liều có chuyện gì riêng tư nói chuyện với cả hai ba ba mấy chú. Là Khánh cho quý vị khán giả xem bộ tiết lộ trước, cho quý vị khán giả xem bộ áo dài. Cho mọi người nhìn qua xem bộ áo dài có đẹp không nhá. Cô giáo này đang dạy ở trong lớp mà không nhìn thấy. Mọi người nhìn nó đẹp không ạ? Đây Khánh tiết lộ một chút này. Mọi người nhìn nó đều ạ, có đều ạ. Ấy, Khánh đợi đến đến lúc các em học sinh nghỉ, đợi lúc các em học sinh nghỉ xong là Khánh sẽ vào tặng cô giáo. Então eu vou para casa, tenho outro problema lá no bairro. Então eu agradeço muito o teu esforço do trabalho aqui. Com esse bonito povo, esse povo muito obedecido. É importante esse povo aqui. É bom nós segurar com duas mãos. Eu nunca vi um povo, uma mulher a construir, a tirar adobo, meter, a levantar casa, parede. Nunca vi. Nunca vi. Só vi ver mesmo aqui na Somália aqui. Muito obrigado. Ok, Tivessa. Ok. Outro dia também tem tempo, vai aqui visitar. Vou terminar. Babá também, sair. Tenho um compromisso lá em casa. Sim. Eu vou vos deixar, mas eu não vou esquecer sempre de vir aqui ver o trabalho que está a fazer a minha filha. Sim. Seguram bem. Ok, tá bom. Muito obrigado. Babá. Ok. Outro dia, mas tem tempo, também vai casar, babá, visita. Mas não tem problema, não tem problema. Sim. Ok, babá, contigo vai bem, já? Tá bem. Outro dia. Tá bem. Sim. Babá também anda junto, contigo vai saber? Vou para aqui. Sim. E ele vai para aqui. Ok. Ok, tu anda bem, já? Tá bem. É chú chân đau, lái xe máy. Tá bom. Rất là vui luôn, cũng là điều phối viên của bản 40 bây giờ, bản có nước sạch, sướng. Đó chứ, ba ba để ra chào bà con. Mas apertem mais mil vezes aqui os nossos mestres que têm que continuar nos fazer as nossas construções. Sim. Seja bem-vindo nessa área aqui. Esse povo está sempre contigo. Sim. Muito obrigado. Eu vou vos deixar, mas seja. Ficam bem. Até na Azura, aqui convidar até terminar. Eu termino sempre, vou estar sempre aqui convosco. Ok, babá. Então vou estar aqui. Sim. Tenho que vir vos visitar. Sim. De orientação, que ela está a um erro que cometi. Chega no pai. Tá bom, babá. Okay. Muito obrigado. Babá, vai bem, hein? Vou bem. Outro dia. Muito obrigado. Muito Sim. obrigado. Bom fim da semana. Sim. Okay. Tchau, babá. Yeah. Tchau. Muito bem. Muito bem. Babá tem tempo để bôi bắt đầu vi aqui. Tá bom. Babá rất là vui tính luôn. Thì là cũng đến giờ nghỉ của các em học sinh rồi.
Bora só Maura. Cô giáo chắc sẽ rất là bất ngờ đây. Cô đã xong mau rồi á. Aqui que? Quatro. Aqui vitindro. Vestido. Sim. Bữa xong mau rồi, bữa đây bây giờ. Đây là món quà của chị gái chơi với Khánh ở Luanda đây. Quý vị khán giả nhìn nhìn bạn giáo viên mặc có đẹp ạ. Quá chuẩn luôn đấy ạ. Xeo hết quần nữa à? Tá bom, Boroso. Mama. Ama tia Sandra. Bora abrir bora tá dessa Boroso Maura vai meter vitidro. Sim. Boroso Maura bora entrar casa tia Sandra. Để Khánh bảo bạn giáo viên, bố cô giáo đi vào trong nhà cô tia Sandra để thử. Bolito á. Mọi người có thể nhìn nè, cô giáo đấy ạ. Tá bom. Mọi người nhìn có đẹp ạ. Cầm tay cô giáo là đi ra giữa hai đá cờ này luôn này. Ok, một đứa sau phía kia kìa. Bạn cameraman đứng đằng trước này để cho... Đấy. Tá bom. Tá. Khánh đứng bên cờ nước bạn, còn đâu là... Một đứa sau màu đà đứng bên cờ Việt Nam, nước mình. Bonito, é? Muito bonito, gostei, amei, muito obrigada. Estou muito feliz pelo fato. Ôi, ôi, rồi, vừa vặn, thật đấy. Bộ quần áo của chị Hà chơi với Khánh ở trên Luanda. Quá đẹp luôn ạ, mọi người nhìn đẹp không ạ? Mà bạn nó mặc rất là vừa đấy. Ta vô, ví dụ nếu có hơi rộng một chút thì mình có thể bó lại. Ta vô, bó đứa sau mau đà. Aqui irmã, viva Luanda. Ah, tu irmã que vive em Luanda. Irmão Martins, muito obrigada pelo vestido. Amiga Martins. E um dia eu vou te conhecer. Também vais conhecer a minha casa. Sim. Ele tem dois vestidos. Tem dois? DVD, bora só Maura, Irmã, Tá bem. Sim. Muito obrigada, irmã Martins. Tá bem, bora só. Cor amarelo. Mamá. Bonita, bem bonita. Aqui, vitindro, Việt Nam. Angola tem, mamá? Não, não tem. Não tem tipo igual, é? Não, não tem. Não tem. Não tem. Como, mamá, không có? Vitindro. Vitindro. Vamos ficou bonita, já meteu um bom vestido, gostei. Tá bom, Vitindro. Sim. Sim. Sim, bora só. Để Khánh xem nào, các bạn thanh niên là... Là thấy cô giáo mặc đẹp này, xem là các bạn thanh niên như nào. Jovem! 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 Vai cumprimenta! Vê bonito! Bonito! Vitor do Vietnam! Assim! Bonito! Bora, bonita! Você depois vai procurar a namorada. Eu comprar vitor do Tereca a você. Entra, né? Bonito, né? Tá bonito! Quý vị khán giả nhìn có đẹp không ạ? Những cô giáo mặc bộ quần áo có vừa không ạ? Mọi người thấy cô giáo mặc bộ áo dài như thế nào thì cứ bình luận ở dưới comment nhá. Khánh có thêm điều kiện hay có thể gửi được hàng sang thì là Khánh sẽ mua tặng cho cô giáo là hai bộ áo dài. Đây là bộ quần áo của chị Hà thì là thay mặt cô giáo để em cảm ơn chị Hà rất là nhiều. Chúc chị mạnh khỏe nhá. Rất là may mắn chị có hai bộ là chia sẻ cho cô giáo một bộ nhá. Từ bây giờ là cô giáo có một bộ áo dài Việt Nam để đổi với những cái bộ quần áo của cô giáo. Rất là tuyệt vời. Bộ đồ sông mau ra. Obrigado, Irma. Obrigado, Irma Martins. Muito obrigado. Cảm ơn. Bonito, đấy, mama. Mama, un bia mà tìm con ra tâm anh, mama. Mama Rosa lúc nào cũng tươi. Mama lúc nào cũng tươi.
Nói chung là nó rất nhiều màu sắc ấy. Ngày xưa mama rất là vất vả, rất là khổ. Nhưng từ ngày là TV Khánh có mặt ở đây là mama đã thấy vui và là hạnh phúc hơn rất là nhiều. Câu chuyện của mama chắc là mọi người cũng đã từng nghe rồi đúng không ạ? Nhưng bây giờ mama rất là vui luôn. Mọi người cho váy của cô giáo bao nhiêu điểm? Của tất cả các bạn khán giả. Clip ngày hôm nay thì mọi người thấy ủng hộ TV Khánh, ủng hộ bà con. Cho Khánh một lượt like, một lượt share và một lượt đăng ký kênh TV Khánh Vlog và số Châu Phi. Còn bây giờ thì Khánh nói chuyện với cô giáo một chút và để cho bà con làm và cô giáo cũng về nhà. Hẹn gặp lại mọi người video tiếp theo nhá. Xin chào. Xin chào. Cô giáo. Tôm à? Cầm tay có giá cây lửa. Mọi người nhìn có đẹp ạ. Ta vẽ bố lì tu. Ta lì ta mày. Ai ta mình thông bố lì. Ông bia này vào xe bố lì lì á. Ta bè. Ông bia vào xe bố lì. A lì bốn đề đủ ta. Cô nó vẽ đi. Mùi tu bố lì tu. A floria xe đã cắm bố phụ giá. Bonito.